Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ test một bộ phụ kiện của bên mình, phụ kiện Việt Nhật này, với một bộ phụ kiện đang khá thịnh hành ở thị trường Việt Nam hiện nay. Đó. Bạn nhìn đây, một bên hai bên màu sắc khác nhau nha. Thì chúng ta sẽ test thử cái độ cứng của nó như thế nào. Rồi. Chạy đi anh. Lên lên lên. Lên luôn. Rồi. Đây. Khá bền nha các bạn. Nó rách nhưng mà nó không bị nát nha. Giờ chúng ta sẽ thử cái bộ phụ kiện Nhật này có chịu nổi không nha. Go luôn. Đó. Chất lượng nó cũng tương đồng nhau thôi. Cũng y vậy, kiểu như vậy. Đó, các bạn nhìn nha. Đây, bộ của Việt Nhật đây. Thân cũng còn khá ok nha. Nắp hơi bung tí. Đấy, cái này thì bắn ra luôn. Gãy luôn. Đó, con đồ của Việt Nam này. Cũng sơ sát không thua kém gì. Rách luôn. Rách thân luôn. Đó, nói chung là tương đồng nhau. Đây là cái bộ phụ kiện hàng nhái hàng bên mình nữa các bạn. Giờ chúng ta sẽ để vô cái chất lượng nó như thế nào nha. Rồi. Ok ok. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Rất là tệ luôn, bể nát bét rồi mới đánh sợ nè. Đây, một bộ phụ kiện rất kém chất lượng và hai bộ phụ kiện rất chất lượng. Nên khi các bạn mua phải chọn nha. Việt Nhật.